biệt đội phi hành cuốn sẵn sàng giải cứu trái đất. Tới giờ ăn rồi. Ánh Dương, hành động tùy hứng của em khiến chúng ta gặp nguy hiểm đó. Có một xoáy nước kỳ lạ ở Đại Tây Dương kìa. Có gì đó bất thường đang xảy ra. Nó sẽ hút hết toàn bộ nước biển của Đại Tây Dương. Bộ đôi anh hùng quả cảm. Cứ, họ sẽ giết chúng ta mất. Những người bạn mới tốt bụng. Đội trưởng sẽ không bỏ rơi đối thủ của mình. Tên tôi là Bum Bé Bự, Diêm La Voi To và Ba Lửa. Đã nói là nó không có hậu rồi. Một cuộc hành trình thú vị. Nó chỉ là một con quái vật nho nhỏ bé xíu xìu xìu à. Trời ơi, sợ thấy ghê luôn. Thủ tiêu hết tất cả bọn họ đi nào. Bộ phim hoạt hình hấp dẫn nhất tháng 4. Chàng trai trẻ, cậu nên đi gặp bác sĩ tai mũi họng đi là vừa. Điều duy nhất còn lại bây giờ là hoảng loạn. Biệt đội phi hành cuốn. Sư phụ có tin tôi. Khởi chiếu 22 tháng 4, 2022.